Nghe nói Diệp Phàm dự định đi đến giao trì để đạt được công pháp mạnh nhất thăng lên cảnh giới đạo cung, nhưng muốn đến được giao trì thì phải vượt qua đông hoang, đi bộ đến đó có lẽ sẽ mất cả đời, vì vậy cần tìm một phương pháp nào đó có thể vượt qua hư không. Ngay lúc Diệp Phàm đang lo lắng về điều này thì bất ngờ gặp một người quen cũ, tên béo Đoàn Đức, tên mập chết tiệt này ăn không trả tiền mà còn bỏ chạy. Diệp Phàm lập tức đuổi theo, không ngờ đã đuổi theo cả đoạn đường nhưng lại bị mất dấu. Đột nhiên vô số sợi chỉ đỏ vàng ập tới, tưởng rằng đó là cạm bẫy do Đoàn Đức bày ra, nhưng trong lúc né tránh, Diệp Phàm phát hiện những sợi chỉ này không ngừng sinh ra liền mạch như mây nước trôi chảy, bên trong chứa đựng thế ngũ hành, dường như có thể điều động sức mạnh của thiên địa. Trận pháp này không hề đơn giản, Diệp Phàm sử dụng thần thức mạnh mẽ của mình để thăm dò trận pháp này, cuối cùng đã phát hiện ra điểm yếu của trận pháp, thế là dùng thần lực xuất ra một đấm, cú đấm phá tan gốc cây nối với những sợi chỉ, trực tiếp phá vỡ nguồn năng lượng của trận pháp. Sau khi phá bỏ trận pháp, linh vật được trận pháp bảo vệ nổi lên từ từ. Thật không ngờ lại có linh vật. Ngay khi Diệp Phàm chuẩn bị lấy nó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt, lại là tên mập chết tiệt Đoàn Đức. Ở đâu có bảo vật là ở đó có hắn. Hắn đã lừa của ta biết bao nhiêu bảo vật, lần này lại đến nữa. Lúc này Đoàn Đức vội đánh lạc hướng, quay người rồi bỏ chạy. Hóa ra là có người đến. Chính ngươi đã trộm bảo vật của Yên Hà, không phải ta. Kẻ trộm bảo vật là tên mập vừa nãy. Thì ra đây là bảo vật của Yên Hà Động Thiên. Đối phương hoàn toàn không nghe lời giải thích của anh ta, lập tức thẳng tay. Diệp Phàm cũng không nhún nhường, vừa ra tay đã đánh bay ba người đó. Lúc này Đoàn Đức đang đứng xa xem trò, lại phát hiện ra có gì đó không đúng. Sao cảnh giới của tên tiểu tử này lại tiến bộ nhanh như vậy? Lần trước còn ở cảnh giới khổ hải, lần này trực tiếp đạt tới thần kiều rồi. Mặc kệ đi, lấy được bảo bối là mãn nguyện rồi. Nhưng khi sờ vào túi thì bảo bối của ta đâu rồi? Bảo bối hồi nãy còn trong tay sao lại biến mất rồi? Còn về phía Diệp Phàm, vì ra tay với đám người đã kinh động đến trưởng lão Nguyệt Hồng của Yên Hà Động Thiên. Ngươi rõ ràng là thánh thể hoang cổ, không thể tu luyện, sao chỉ trong vài năm lại có thể trở thành tu sĩ thần kiều? Sao bà ấy lại biết nhiều như vậy? Chuyện này dù có chết ta cũng không thể thừa nhận được. Cái gì mà thánh thể hoang cổ, cái gì mà Diệp Phàm, ta là Đoàn Đức. Nói xong khiến đối phương bối rối luôn. Đệ tử Yên Hà cho rằng hắn cùng với tên mập đó là một phe, trưởng lão cũng mặc kệ mà lập tức ra tay, bắt lấy rồi tính sau. Chiêu này nhìn đã thấy đáng sợ rồi. Diệp Phàm lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng Diệp Phàm đột nhiên muốn thử sức, thế là dừng bước quay lại nghênh chiến. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta đã nói rồi, ta tên là Đoàn, Đoàn cái đầu của ngươi. Đoàn Đức đột nhiên quay lại cứu Diệp Phàm, hắn ta nghi ngờ bảo bối vẫn còn trên người Diệp Phàm, quả nhiên bị lừa nhiều lần như vậy, lần này thì phải cẩn thận hơn rồi. Diệp Phàm dùng linh vật để dụ dỗ Đoàn Đức, từ miệng anh ta moi ra một số cách vượt qua hư không, nhưng sau khi Đoàn Đức có được bảo bối, lại nhớ đến một bảo bối khác. Tiểu Hữu tiến bộ nhanh như vậy, có phải là do chí bảo lục đồng, cậu đã có được nó? Đoàn Đức sử dụng thần thức khám phá ký ức của Diệp Phàm, muốn tìm ra một số manh mối về lục đồng, nhưng hắn ta không biết Diệp Phàm đã từng ăn thần quả, từng ngâm mình trong thần tuyền, sức mạnh của thần thức đã khác xưa rất nhiều. Ngươi nhất định muốn xem, vậy ta sẽ diễn cho ngươi xem một vở kịch hay. Anh ta đã ghép ký ức về việc có được lục đồng với ký ức về lão giả bí ẩn, tạo ra viễn cảnh rằng lục đồng bị lão giả bí ẩn cướp đi. Đoàn Đức trực tiếp ngẩn người ra, vì hắn nhận ra lão giả này, hắn đã từng thấy hình ảnh của lão trong một bức tranh cổ. Rơi vào tay người đó, ta không còn cơ hội đòi lại nữa rồi. Có vẻ lần này Đoàn Đức đã hoàn toàn tin tưởng rồi. Đột nhiên, Đoàn Đức bất ngờ đổi giọng. Tên trộm kia, tại sao ngươi lại trộm pháp bảo của người ta? Thấy đám người Yên Hà đuổi đến lập tức lớn giọng, tên mập đáng chết lại muốn đổ hết tội lên đầu người khác đây mà.